Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một bộ phim Việt Nam tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như là Mắt Biếc. Với 1 triệu vé được bán ra chỉ trong 5 ngày, một con số mơ ước của bất kỳ một bộ phim Việt nào, khiến cho Mắt Biếc trở thành một hiện tượng hiếm có của nền điện ảnh nước nhà. Với những ai chưa từng đọc qua tác phẩm gốc, chắc chắn phim Mắt Biếc và câu chuyện của nó sẽ trở thành một trải nghiệm khó quên với những ai lần đầu thưởng thức. Tuy nhiên, với những ai đã từng lướt Mắt Biếc qua những trang sách, ắt hẳn sẽ nhận ra một vài chi tiết trong chuyện đã được lược bỏ đi hoặc cải biên lại. Chính vì thế, Phê Phim chúng tôi đã quyết định làm một video so sánh Mắt Biếc phim và sách để xem rằng hai phiên bản này khác nhau ở những điểm nào và những sự thay đổi đó mang mục đích và ý nghĩa gì nhé. Trước khi bắt đầu, trong video của chúng tôi sẽ đề cập tới hầu hết nội dung của cả phim và sách, nên hãy đi xem phim trước khi quay lại video của chúng tôi nhé. Ok, không để mất thời gian nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Sự thêm thắt đầu tiên trong phiên bản điện ảnh và cũng là sự thay đổi rõ ràng nhất so với sách mà bất kỳ ai đã từng đọc qua tác phẩm gốc có thể nhận ra ngay, đó chính là sự xuất hiện của Hồng. Trong phim, Hồng được giới thiệu là một cô gái đã lớn lên cùng Ngạn, cùng Hà Lan tại làng Đo Đo. Sau này, cô dành cho Ngạn một tình cảm đơn phương kéo dài nhiều năm liền không nguôi, và cho tới tận khi mà cả cô và Ngạn đều quay lại làng Đo Đo để dạy học, cô vẫn yêu Ngạn dù Ngạn không hề hồi đáp lại. Tình cảm mà Hồng dành cho Ngạn cũng có nét tương đồng với tình cảm mà Ngạn dành cho Hà Lan. Chúng đều là thứ tình cảm kéo dài, vô điều kiện và xuất phát từ một phía. Vậy, tại sao các nhà làm phim lại muốn đưa thêm Hồng vào phiên bản điện ảnh? Quay trở lại tác phẩm gốc, vì chuyện được kể theo ngôi thứ nhất, cụ thể ở đây là Ngạn, nên người đọc có thể dễ dàng biết được những gì anh nói, những gì anh nghĩ, để từ đó có thể hiểu được tình cảm mà anh dành cho Hà Lan. Tuy nhiên, sang đến một ngôn ngữ diễn đạt khác là điện ảnh, thì rất khó để có thể làm rõ được những tâm tư của Ngạn, nhất là khi anh là một nhân vật vô cùng hướng nội và ít nói. Chính vì vậy, cách để giải quyết vấn đề này đơn giản nhất là thêm một nhân vật nữa. Sự vô tình mà Ngạn dành cho Hồng chính là để thể hiện rõ rằng cả đời này anh chỉ yêu Hà Lan mà thôi. Vậy là không cần tới bất cứ lời dẫn chuyện nào, người xem phim cũng có thể hiểu được tình cảm mà anh dành cho Hà Lan là nhiều đến như thế nào. Sự thay đổi tiếp theo trong dàn nhân vật của phim không phải là một sự thêm thắt, mà đó là rất nhiều sự lược bỏ. Mắt Biếc phiên bản điện ảnh dành một thời lượng nhỏ ở đầu phim để kể về những tháng ngày thơ ấu của Ngạn và Hà Lan. Tuy nhiên, những phân đoạn này lại lược đi khá nhiều những nhân vật trong tác phẩm gốc. Có thể kể đến một vài ví dụ là những người bạn thơ ấu của Ngạn hay là những thầy cô dạy ở trường làng. Trong phim, có thể nhiều khán giả sẽ không cảm nhận được tình yêu thương và sự luyến tiếc mà Ngạn dành cho làng Đo Đo. Nhưng trong tiểu thuyết, những nhân vật kể trên đều có một mối quan hệ cực kỳ khăng khít với Ngạn không chỉ ở những tháng ngày ấu thơ mà còn ở quá trình mà anh trưởng thành. Chính điều đó đã lý giải tại sao mà tình cảm của Ngạn dành cho Đo Đo lại lớn đến như vậy và khiến cho đoạn kết của phim là khi Ngạn quyết tâm dứt áo ra đi càng thêm nhiều ý nghĩa và dai dứt. À mà nhắc đến Đo Đo, thì chợ Đo Đo trong truyện chỉ họp vào buổi đêm thôi các bạn nhé. Phim còn lược bớt một nhân vật khá quan trọng trong sách gốc, đó chính là bố của Hà Lan. Trong phim, chúng ta không được thấy sự xuất hiện của ông, mà qua lời kể của mẹ Hà Lan, người xem được biết rằng sự ra đời của Hà Lan cũng là kết quả từ một sai lầm tuổi trẻ của bà, và bà cũng nói rằng bà rất thương Hà Lan bởi cuộc đời của con gái bà cuối cùng cũng không thể tránh đi được những gì mà người mẹ đã vấp phải. Điều này khác hoàn toàn với tiểu thuyết gốc, khi trong đó gia đình Hà Lan được miêu tả vô cùng kỹ lưỡng. Bố của Hà Lan là một người đàn ông có đôi mắt tuyệt đẹp mà sau này ông đã di truyền sang cho đứa con gái. Sau này, khi chứng kiến những đắng cay trong cuộc đời của Hà Lan, người ta không nhìn thấy ông buồn, cũng không thấy ông khóc bao giờ, mà chỉ thấy ông ngước đôi mắt biếc của mình lên trời mà nhìn mãi. Những tương tác của ông với cô bé Trà Long cũng rất hay, nên nếu được thì mình khuyên các bạn nên đọc sách để hiểu hơn về một nhân vật tuy nhỏ nhưng lại có những khoảnh khắc hết sức ý nghĩa này nhé. Cách xây dựng tình tiết của phim và của sách có rất nhiều điểm khác biệt, và điều này ảnh hưởng khá nhiều đến sự phát triển của nhân vật cũng như là tính cách của họ. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với những gì xảy ra với tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan nhé. Trong phim, khi cả hai còn bé, Hà Lan đã bị một nhóm bạn bắt nạt và giật mất chiếc dây buộc tóc. Ngạn biết được và đã đuổi theo, gây gổ và rồi giành lại cho Hà Lan. Tuy nhiên, cái giá phải trả là cậu bé đã bị nhóm bạn đó đánh lại cho ngất xỉu, và rồi khi tỉnh dậy, cậu được Hà Lan an ủi và xúc dầu cho vết thương bớt đau. Phần đoạn này trong sách được làm khác đi rất nhiều, khi Ngạn được miêu tả là một đứa trẻ không mấy hiền lành và sẵn sàng đánh lộn khi cần thiết. Bằng chứng là khi cậu đuổi theo đám bạn để giành lại chiếc dây buộc tóc của Hà Lan, cậu đã đánh thắng đứa nhỏ cầm đầu là Hòa để rồi trở về trong vinh quang. Tuy nhiên, nhân vật Hòa trong sách là con trai của thầy Phu, một thầy giáo trường làng nổi tiếng là nghiêm khắc, chuyên dạy trẻ con bằng roi vọt. Chính vì vậy, không đứa trẻ nào trong làng dám động đến Hòa vì sợ bị thầy Phu phạt, và vì Ngạn đã đánh cho con trai ông chạy tóe khói, nên sau đó Ngạn đã bị nhận một hình phạt ác mộng với bất kỳ một đứa trẻ nào, đó là nhảy cóc 10 vòng quanh sân trường. Nhảy đến vòng thứ 6 thì Ngạn ngất xỉu và tỉnh dậy trong vòng tay của Hà Lan. Còn về phía Hòa, sau này cu cậu đã không còn hung hăng bắt nạt bạn bè như trước nữa. Sau này khi lớn lên, Ngạn vẫn đánh lộn nhưng là đánh lộn với Dũng. Trong phim, có vẻ như Ngạn đã bị Dũng đánh cho nằm im. Tuy nhiên trong sách, Dũng tuy được miêu tả là đã học võ karate nhưng nhờ sự giận dữ, Ngạn vẫn có thể đánh ngang ngửa với Dũng, không bên nào chịu thua bên nào và cuối cùng chỉ dừng lại khi cả hai anh chàng đã thấm mệt. Rõ ràng trong chuyện, Ngạn mạnh mẽ hơn rất nhiều đúng không nào các bạn?
Quay trở lại những ngày tháng tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan, có rất nhiều những câu chuyện nhỏ rất hay về cả hai đã được kể trong sách. Tuy nhiên, có lẽ vì vấn đề thời lượng nên đáng tiếc chúng đã không thể được đưa lên màn ảnh. Một trong những câu chuyện khiến mình tiếc nhất đó là câu chuyện về cái trống trường. Chiếc trống nhìn có vẻ cũ kỹ và già nua, nhưng việc đánh nó là một ước mơ xa xỉ của bất kỳ đứa trẻ nào học tại trường làng Đo Đo, vì chỉ những học sinh lớp 5 mới được cho phép cầm vào dùi trống. Sau này, Ngạn đã chủ động giành lấy chiếc dùi đó, không cho ai động vào. Kể từ đó, mỗi khi nghe thấy tiếng trống trường có 3 nhịp, bọn học sinh đều nghe thấy 2 nhịp cuối bị nghỉ một quãng nhỏ. Đó là khi Ngạn đánh 2 nhịp đầu và để dành nhịp cuối cho Hà Lan đánh. Một số câu chuyện khác cũng bị lược bỏ đi khi lên phim, ví dụ như Ngạn đã từng ngã dập mũi, dập trán khi hái quả cho Hà Lan. Rõ ràng, Ngạn của phiên bản phim có chút gì đó bất nghịch ngợm và tếu táo, thay vào đó là thư sinh và lãng tử hơn. Và chính vì Ngạn lãng tử nên anh thường hay đánh đàn và hát cho Hà Lan nghe. Khi Hà Lan hỏi Ngạn rằng bài hát mà Ngạn hát là của ai, thì Ngạn nói rằng đó là nhạc của Cung Tiến, mặc dù đó là nhạc do anh viết. Đây là một chi tiết được lấy thẳng ra từ tiểu thuyết, và Cung Tiến là một nhạc sĩ rất nổi tiếng vào những năm 70-80. Trong sách, Ngạn còn viết thêm rất nhiều bài hát cho Hà Lan và tiếp tục nói dối rằng đó là những sáng tác của những nhạc sĩ nổi tiếng khác như Phạm Đình Chương, Phạm Duy và Từ Cung Phụng. Đã đi qua những ngày tháng Ngạn và Hà Lan yên bình bên nhau rồi, chúng ta cùng tới với phần cao trào hơn của câu chuyện nhé. Khởi đầu của mọi biến cố trong phim là khi Hà Lan cùng Ngạn lên thành phố để đi học cấp 3. Ở đây, chúng ta có sự thay đổi đầu tiên trong việc giới thiệu nhân vật Dũng. Dũng ở trong sách được miêu tả rất kỹ ở ngay những lần xuất hiện đầu tiên. Cậu là một chàng trai bảnh bao, có hẳn một dàn nhạc cụ đồ sộ trong nhà và cậu tự gọi mình là Dũng Marcel, phỏng theo một nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt cực kỳ nổi tiếng thời bấy giờ là Joe Marcel. Tuy nhiên, người ta vẫn hay gọi cậu là Dũng Thanh Lâm, với Thanh Lâm là tên hiệu thuốc Tây của ba cậu. Tên của hiệu thuốc này trong phim đã được thay đổi thành Hoài Đức. Những hành động của Dũng trong phim hầu hết đều được dựa trên nguyên tắc, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều những sự thay đổi như sau. Trong đêm đầu tiên Dũng đi chơi với Hà Lan, chúng ta đều biết là Ngạn khó chịu và bồn chồn đến mức nào đúng không? Cậu đợi tới khuya và ngay khi Dũng trở về nhà, Ngạn đã ngay lập tức hỏi Dũng rằng, mới đi nhảy về hả? Câu trả lời của Dũng trong phim là một đêm tuyệt vời, có thể đã khiến khán giả lờ mờ hiểu được anh đã làm gì với Hà Lan. Tuy nhiên, câu thoại đó thực ra đã được chỉnh sửa một cách khéo léo so với tiểu thuyết gốc, khi trong đó, Dũng thẳng thừng ám chỉ những gì mà mình vừa làm với Hà Lan bằng một câu trả lời hết sức khoái chí là một bữa tối tuyệt vời. Sự thay đổi thứ hai ở Dũng đó là cách mà anh thất hứa với Hà Lan. Trong phim, sau khi Hà Lan có bầu, Dũng đã hứa rằng sau khi Hà Lan tốt nghiệp, Dũng sẽ cưới Hà Lan làm vợ. Đáng buồn là sau đó, vì cho rằng ăn cơm trước cảnh là một sự nhục nhã, nên gia đình Dũng đã không cho phép anh cưới Hà Lan và thay vào đó là một cuộc hôn nhân với Bích Hoàng. Không rõ liệu anh có thực sự muốn cưới Hà Lan hay không, nhưng ở thời điểm đó, áp lực từ gia đình là một điều dễ hiểu và người xem hoàn toàn có thể đồng cảm được. Đây là một trong những sự thay đổi đã khiến cho Dũng ở hai phiên bản khác nhau khá nhiều, khi trong truyện anh thất hứa với Hà Lan không chỉ một mà tới hai lần cơ các bạn ạ. Lần thứ nhất là khi Hà Lan tốt nghiệp. Lời hứa này đã không thể trở thành hiện thực vì Dũng thi trượt tú tài và phải học trường lính. Khi ấy, Dũng đã nói với Hà Lan rằng khi nào học xong trường lính, Dũng sẽ quay về và cưới Hà Lan. Hà Lan tiếp tục đợi chờ, nhưng Dũng tất nhiên đã không nhớ mình nói gì và thay vào đó là cưới Bích Hoàng làm vợ. Dũng trong truyện còn được miêu tả là một chàng trai khá trăng hoa. Sau lần ẩu đả với Ngạn, Dũng quyết định quay về với Hà Lan. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Dũng liên tục cặp kè với những cô gái khác và chỉ thi thoảng mới tới bên Hà Lan mà thôi. Hà Lan và những câu chuyện xoay quanh cô cũng được cải biên khá nhiều khi đưa lên màn ảnh lớn. Cụ thể, trong phim, Hà Lan cuối cùng cũng đã nhận ra tình cảm mà Ngạn dành cho mình và chạy đuổi theo khi Ngạn dứt áo rời khỏi làng Đo Đo. Trái ngược hẳn với trong tiểu thuyết, khi từ đầu tới cuối, Hà Lan dường như không dành một chút tình cảm nào cho Ngạn. Hà Lan cũng một mực khẳng định sẽ không lấy Ngạn khi được mẹ cô giục lấy chồng, và Hà Lan cũng không đưa ra một lý do gì mà chỉ lẳng lặng đi cưới người khác. Trước đó, tình cảm mà cô dành cho Dũng cũng được làm khác đi giữa hai phiên bản. Có rất nhiều câu chuyện đã được lược bỏ đi, tuy nhiên mình sẽ đưa ra những ví dụ tiêu biểu nhất thôi nhé. Đầu tiên là câu chuyện trai giàu gió. Trong phim, sau khi Ngạn bị bầm tím do đánh nhau với Dũng, thì Hà Lan đã tới bên và dùng lọ dầu gió để sức cho Ngạn. Ngay lúc đó, Dũng bất ngờ xuất hiện sau nhiều ngày bỏ rơi Hà Lan. Điều này làm cô bé vô cùng mừng rỡ tới mức quên luôn việc mình đang chăm sóc cho Ngạn. Hà Lan chạy tới bên Dũng, bỏ mặc Ngạn cùng với lọ dầu gió chưa đóng nắp. Đây là một chi tiết được làm khác đi so với tiểu thuyết gốc, khi lọ dầu gió còn có hẳn một câu chuyện và mục đích tồn tại của riêng nó. Vẫn là Hà Lan đang sức dầu cho Ngạn, nhưng cô bé lại lỡ buột miệng nói ra rằng mình tuyệt đối không bao giờ quên mang lọ dầu gió theo người vì sợ đi chơi khuya về bị trúng gió độc. Và đi chơi khuya thì chỉ có thể là đi chơi với Dũng mà thôi. Ngạn ngay lập tức nhận ra điều đó và Hà Lan thì cũng ngượng ngùng ngay tức khắc. Hà Lan không quên chai dầu gió, nó chỉ quên tôi thôi. Ngạn đắng cay giấu suy nghĩ đó vào lòng. Phiên bản phim cũng lược đi một chi tiết khá quan trọng, đó là khi Hà Lan đã nói với Ngạn rằng mình đến với người tình mới là Linh chỉ vì Linh giống Dũng. Chứng tỏ rằng hình bóng Dũng đã chiếm một phần quá lớn trong trái tim cô và dù Ngạn có hy sinh vì cô nhiều thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không thể yêu anh.
Rõ ràng là tiểu thuyết phũ phàng với Ngạn hơn rất nhiều. Cuối cùng, chúng ta cũng có một sự thay đổi về tính cách nhân vật mà mình nghĩ là quan trọng và táo bạo nhất của Mắt Biếc phiên bản điện ảnh, và đó chính là cô bé Trà Long, con gái của Dũng và Hà Lan. Thú thực là mình đã khá bất ngờ khi thấy ekip làm phim đã chọn một diễn viên khác với Trúc Anh để vào vai Trà Long tuổi trưởng thành. Thứ nhất là bởi trong nguyên tác, Trà Long được miêu tả là giống mẹ như hai giọt nước. Thứ hai là chính sự giống nhau giữa hai mẹ con đã là mấu chốt cho rất nhiều tình tiết quan trọng liên quan tới cái kết của tiểu thuyết. Phân đoạn hai chú cháu Ngạn, Trà Long chạm mặt Hà Lan và Linh là một chi tiết được làm khác khá nhiều giữa hai phiên bản. Trà Long lúc ấy ở trong phim vẫn là một cô bé còn rất nhỏ và ngay lập tức cảm thấy tủi thân khi không được mẹ thừa nhận là con gái trước mặt Linh. Cô bé liền gọi Hà Lan là mẹ và điều đó đã khiến Linh nổi giận và bỏ đi. Trong tiểu thuyết, lúc này Trà Long đã lớn và biết suy nghĩ cho mẹ của mình. Cô bé lặng lặng không nói câu nào rồi rời đi cùng với Ngạn. Tuy nhiên, vì Trà Long khi lớn quá giống Hà Lan nên chỉ cần nhìn qua Linh cũng đã lờ mờ đoán ra sự thật. Và sau đó, Hà Lan đã phải thừa nhận mình có con riêng và để cho Linh rời xa mình. Trong phim, chính vì Trà Long khá chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chú Ngạn, nên điều đó dần dần khiến Ngạn phải miễn cưỡng bỏ làng đo đo lại ở phía sau vì không muốn cô bé tiến xa hơn. Trong chuyện, nguồn cơn của việc Ngạn rời đo đo lại đến từ chính anh chứ không phải từ cô bé Trà Long. Các bạn hãy nghe qua đoạn trích sau đây. Đêm đó, tôi lặng lẽ và ngậm ngùi thu xếp đồ đạc. Ngày mai, tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ rời làng. Hẳn mẹ tôi sẽ buồn. Mẹ Hà Lan sẽ buồn. Nhưng tôi biết làm gì khác hơn. Tôi cứ ngỡ tình tôi xưa đã tắt. Chiều hôm qua, tôi bỗng thẳng thốt nhận ra nó vẫn cháy trong lòng. Tôi đã tê tái hiểu ra mối tình tôi với Trà Long chẳng qua chỉ là một sự nối dài của mối tình tôi với Hà Lan qua một hình bóng khác. Cứ nghĩ đến cảnh ôm Trà Long trong tay mà lòng cứ ngỡ đang hôn Hà Lan đắm đuối. Tôi rùng mình, nghe lạnh toát sau lưng. Trong một khoảnh khắc, Ngạn đã gọi Trà Long trong suy nghĩ là em. Nhưng trong suy nghĩ đó, Ngạn vẫn đang lầm tưởng rằng đó là Hà Lan. Có nghĩa rằng Trà Long lúc này hiện lên như một Hà Lan trong lòng của anh. Và anh yêu Hà Lan. Chứ với Trà Long, đó lại là một tình cảm đặc biệt khác. Như vậy là trong phim, tâm trí Ngạn mắc kẹt tại đo đo. Nhưng trong chuyện, Ngạn mãi mãi mắc kẹt trong hình bóng của Hà Lan. Và đó là những so sánh của chúng mình về tác phẩm Mắt Biếc, hai phiên bản phim và sách. Sau khi đã xem cả phim và sách, phê phim cho rằng mỗi phiên bản đều có một cái hay riêng và cách truyền tải riêng của mỗi phiên bản. Các bạn thích phim hơn hay sách hơn? Và còn chi tiết nào chúng mình bỏ quên thì đừng quên comment ở phía bên dưới để cho tớ và tất cả mọi người đều đọc nhé. Ok, như thường lệ thì nếu thích video này, các bạn hãy nhấn nút like. Và nếu muốn xem tiếp những video tương tự thì hãy đăng ký vào kênh và nhấn cả nút chuông thông báo nhé. Tớ là Giang, cảm ơn các bạn vì đã xem và chúc các bạn xem phim vui vẻ. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I'm loving you more than I've ever loved anyone.